Hết mừng chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Ngọc đang ở Hà Nội các bạn. Thì các bạn có nhớ cái mà shop Winsu Shop mà Ngọc đã giới thiệu với tất cả mọi người không? Cái shop này đó là cái trụ sở ở Hà Nội. Thì biết tin được Ngọc ra Hà Nội, Winsu Shop có cái nhã ý mời Ngọc tới đây để có thể quay một cái video về giới thiệu cái shop cho tất cả mọi người cùng xem, để có thể có thêm lòng tin đến tất cả mọi người. Thì hiện tại hôm nay đó, bên Shoe Shop có trang trí một cái phòng bày bán tất cả những cái loại mà không phải tất cả, mà đây chỉ là những cái đồ tượng trưng thôi mà bên Shoe Shop muốn giới thiệu với tất cả mọi người thôi. Thì hôm nay Ngọc sẽ giới thiệu với tất cả mọi người cái những cái sản phẩm đó nha. Đầu tiên, Winsu Shop là cái shop bán hàng xách tay từ đất nước là Mỹ nè, Nhật nè, Hàn nè, Đức và Úc nè. Thì đây, cái sản phẩm mà Winsu Shop đang được bán chạy nhất đó các bạn, đây là sản phẩm mà dành cho những mà anh chị mà đang hiếm muộn con cái đó. Có hai loại, một loại là dành cho nam và một loại dành cho nữ. Thì đây là sản phẩm đang được bán chạy nhất của shop là tốt luôn các bạn ơi. Sản phẩm của Úc, đây là những cái sản phẩm mà giống như là của Predator của Mỹ á, là nhưng mà đặc biệt cái sản phẩm này là các bạn có thể uống sau khi sinh. Tại vì sau khi sinh là mẹ bò cần rất là nhiều dưỡng chất cho cơ thể, thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này đặc biệt là bán rất là chạy ở bên Winsu Shop luôn. Còn những cái sản phẩm còn lại đây á, là các bạn có thể uống trong thời gian mà lúc mà bạn mang bầu, cũng giống như cái công hiệu cũng giống như cái là prenatal của Mỹ, nhưng mà hiệu này là của Úc, đang bán rất chạy ở shop Winsu Shop. Còn đây này các bạn, còn uống trắng da để dưỡng da này các bạn. Rồi bắt đầu qua tới bên đây, qua tới bên đây là những cái sản phẩm này, là nếu mà các bạn coi kênh của Ngọc thì các bạn quá quen thuộc rồi. Đây là những sản phẩm của Mỹ. Thì Winsu Shop của chúng ta có bán những cái loại sản phẩm cho thuốc bổ cho con nít nè, những cái loại đây, đây là cái loại mà để cho đồ thơm nè, bounce. Rồi những cái loại tốt cho tim, những cái loại omega tốt cho mắt. Đây những cái loại, đây đặc biệt các bạn, đặc biệt đây là cái sản phẩm mà để nhà Ngọc rất là hay uống luôn. Các bạn thấy Ngọc mua về rất là nhiều, là tại vì khi mà mình ăn mà mình ở á, mình không có tiêu nó, là mình uống cái này rất là tốt luôn. Thì còn đây, đây cũng giống như là cái sản phẩm mà Ngọc mua hồi bữa, Ngọc mua về cho mẹ Ngọc là mua free này, là để cho là xương khớp này các bạn. Đó là Water Day cho nam, Water Day cho nữ, là những cái loại thuốc bổ mà cung cấp cho những cái người già từ 50 tuổi trở lên, cung cấp tất cả những cái mà bổ dưỡng cho cơ thể, mà cái cơ thể mình thường ngày mình ăn không có đủ á, nên là nó bị thiếu chất, nên mình phải cần dùng những cái này. Collagen cũng có bán luôn nè các bạn. Rồi đây, tất cả những cái loại vitamin E. Rồi đây, sữa Ensure. Trời đất ơi, Ngọc, các bạn nhớ Ngọc mua sữa Ensure gì cho ba Ngọc không? Winsu Shop cũng có bán sữa Ensure luôn. Và đây là cái logo của Winsu Shop. Sau trong cái mỗi cái sản phẩm thì Winsu Shop đều có những cái logo của mình để tạo niềm tin thêm cho tất cả mọi người. Là rồi đây các bạn, đây là chồng Ngọc, thì Ngọc không có bán chồng Ngọc đâu. Nói giỡn chứ là đây là những cái loại nước hoa mà Winsu Shop sách tay mang đến cho tất cả mọi người. Đây chỉ là những cái sản phẩm trưng bày cho các bạn, còn mà tất cả những cái hiệu khác, các hiệu nào tất cả mọi người đều muốn là các bạn có thể order ở Winsu Shop hết. Đặc biệt tượng trưng ở đây là có những cái loại sản phẩm rất là nổi tiếng của Chanel, của Hermes. Rồi đây nè, đó, vậy là chỉ có hai cái loại sản phẩm này thôi. Còn đặc biệt á, ở trên cao đây nè, là Winsu Shop chúng ta có bán sản phẩm của mỹ phẩm của Hàn Quốc hiệu Eldest, là có thể dưỡng da dưỡng trắng, là các bạn có thể sử dụng buổi sáng và buổi tối. Ở dưới này đây là những sản phẩm của Hàn Quốc. Thì các bạn, khi các bạn nhắc tới Hàn Quốc là các bạn sẽ nghĩ về gì? Là sâm. Thì sâm Winsu Shop chúng ta cũng có thể order tất cả những cái loại sâm mà các bạn muốn. Đây là giống như đây là các bạn ơi, đây là loại đông trùng hạ thảo để uống để bổ cho sức khỏe nè. Là những cái loại này đó, hồi nãy khi mà Ngọc được nói chuyện với những cái anh chị mà làm trong Winsu Shop đó, là người nhà của anh chị đó đã sử dụng hết những cái sản phẩm này rồi, người ta mới tin tưởng, người ta mới dám bán ra trên thị trường các bạn. Còn đây, đây là những viên thuốc bổ não, các bạn cũng có thể order Winsu Shop và có thể mua về. Tiếp theo bên đây, đây là thông đỏ đó các bạn, uống để có thể chữa tiểu đường rồi này kia hơn, rồi cao huyết áp rồi này kia vậy đó. Đây là thông đỏ, Winsu Shop chúng ta cũng có bán luôn. Và đây, ở trên đây cũng có cái logo của Winsu Shop, có số điện thoại và có cái trang Facebook của Winsu Shop này, chỗ này luôn. Đó, thì Ngọc sơ lược cho tất cả mọi người. Hôm nay Ngọc rất là vui để Ngọc có thể đứng đây và có thể gặp được tất cả các thành viên ở trong Winsu Shop để có thể ăn bữa ăn thân mật, và nhằm giới thiệu tất cả các sản phẩm mà Winsu Shop buôn bán xách tay, mang đến cho tất cả mọi người những cái uy tín chất lượng mà với giá cả phải chăng. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã tin tưởng những sản phẩm mà Winsu Shop mang lại cho tất cả mọi người. Ngọc hy vọng là đây sẽ là một cái video clip mang tới thêm niềm tin cho tất cả mọi người về những cái sản phẩm uy tín chất lượng nữa. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho Winsu Shop nha.
thì đây nè mọi người, sau khi cái màn mà quảng cáo đó đó thì Ngọc rất là vinh dự để được những cái bạn của Minsu Shop mời Ngọc ăn một cái bữa cơm rất là thân mật của gia đình đây. Thì bây giờ Ngọc xin giới thiệu với tất cả mọi người về cô chủ hàng của cái Minsu Shop nha. Thì đây nè mọi người, đây là cái cô chủ xinh đẹp của Minsu Shop đây. Thì mà bạn có muốn gửi lời chào hoặc là lời cảm ơn gì tới tất cả mọi người không? Minsu Shop xin chào tất cả mọi người ạ. Và cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ Minsu Shop rất nhiều ạ. Xin chân thành cảm ơn. Tất cả các bạn đã làm trong đội ngũ của Minsu Shop mời đi ăn tối. Thì hôm nay là một cái bàn ăn tối rất là ấm cúng luôn. Thì đây là bạn Kim, còn đây là bạn Uyên, còn đây là chồng của Uyên, và đây là bạn gái của Kim. Thì những cái loại đồ ăn trên bàn này thì Ngọc rất là bất ngờ, tại vì đây là cái nhà hàng mà đặc biệt là toàn về chim không à. Đó. Chắc bữa giờ nó thấy Ngọc bay nhiều quá, bữa nay nó đặt thấy toàn ăn chim không à. Đó thì bây giờ Ngọc xin giới thiệu với tất cả mọi người những cái món ăn ngày hôm nay có ở đây trước mặt đây là gì nha. Rồi nhà bé này vô giới thiệu giùm em. Cái bé nhân viên này giới thiệu chứ còn Ngọc là Ngọc không biết luôn á. Em giới thiệu lớn của anh chị nha. Đóng cái cửa giùm chị nha. Đầu tiên là chúng ta ra đây, cái này đây là gì, súp gà rồi phải không? Rồi đây là súp gà. Rồi tiếp theo món ăn chị nhân là súp cầm hấp xôi ạ. Cái gì ấy? Sâm cầm hấp xôi ạ. Sâm cầm hấp xôi. Vâng ạ. Là món ăn chính của mình. Vâng ạ, cháu kêu theo là lòng sâm mình xào lại mướp ạ. Đây, đây là lòng của cái con chim này nè, xào chung với lại mướp. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế là chim câu bông xúc phùng tôm. Chim gì ạ? Chim câu. Chim câu bông xúc với lại bánh phùng tôm. Chim mối nướng ạ. Còn đây là chim mối nướng. Mới bắt đầu lúc mà vô là Ngọc nhìn Ngọc tưởng là con cút. Cút mà sao con chim cút gì mà ớt dữ vậy. Đó, nhưng mà là nhé. Chim mối. Ngói. Chim ngói. Đó, thật sự là Ngọc cũng không có quen cùng với mấy cái món này nữa. Còn mình theo là chim vẫy tầm lại sen nấm không? À đây đó. Đây là cái chén mà chim vẫy tầm với lại sen với nấm. Cái này ăn là bổ lắm luôn nè. Ở trong này là Ngọc thấy có gừng, có cái gì đâu qua này? Nấm. Đó. Hạt sen nữa. Cái chén này đang rất là bổ dưỡng luôn á. Thì Ngọc xin cảm ơn tất cả các bạn ở Minsu Shop đã mời gia đình ăn một cái bữa ăn rất là thịnh soạn ngày hôm nay nha. Rồi anh cũng cảm ơn bé nha. Rồi, cứ mời chạy gia đình mình con cùng thưởng thức đi. Ăn đi mọi người. Ăn đi. Ăn đi. Ngọc không có thấy sáo đâu. Ngọc thử coi. Rất là ngon á. Súp rồi còn gà tận. You remember, you were asking for the chicken, the soup. Cách đây vài cái video Ngọc có làm một cái video về mang súp tôm hùm á. Thì Ngọc nấu cái món đó nhưng mà chồng Ngọc sau đó nói là hình như cái súp tôm hùm này cần thêm một vài miếng thịt gà ở trong cái súp nữa. Thì hôm nay là cái súp này có thịt gà. Cho đừng quên thử cái súp á, cái súp ấy á, cái tần á. Đấy hả? À. Dạ. Chồng Ngọc ấy những cái món hôm nay là rất là lạ đối với anh luôn. Và hôm nay là toàn là ăn là cái này đồ này gọi là đồ rừng luôn. Rừng. Đây là ăn của trời cho nè. Wow, chồng Ngọc bánh muốn ăn thử cái con chim một con mà. Ngon. Hay có món hồng tôm mà thấy ngon này. Mấy bạn ăn tự nhiên thì đừng mất cỡ. Những thành viên trong Minsu Shop rất là dễ thương luôn các bạn. Nói chuyện rất dễ thương, rất đàng hoàng. Và đây là lần đầu tiên mấy bạn đó lên video cũng hơi ngại. Đó. Mong mọi người thông cảm. Thật sự hôm nay được gặp tất cả các bạn. Sau khi làm việc với nhau, thường Ngọc với Kim là làm việc với nhau khi làm việc qua điện thoại thôi. Hai chị em nói chuyện với nhau để có thể đưa cái shop đến với tất cả mọi người. Thì
rất rất là vui. Sau bao nhiêu tháng trời chị em làm việc là được sự tin cậy của tất cả mọi người, thì hôm nay chị em mình mới có cơ hội để ngồi đây để tiếp tục làm việc nữa. Và chị hy vọng là cái sự hợp tác này nó sẽ là rất là lâu dài. Thì những cái sản phẩm của Minsu Shop đó, Ngọc đã nói nhiều lần rồi là được vận chuyển về bằng đường bay, nên là khi mà vận chuyển về đó là từng tính của phí của tiếp viên hàng không nè, rồi sau khi mà về tới sân bay á, hàng chưa được về là hàng còn phải bị giữ lại ở sân bay đó, đúng không mọi người, là các bạn còn phải trả thêm cái phí của hàng không để hải quan, đúng rồi, cái phí hải quan á, nên là khi mà đến tay tới người tiêu dùng á thì cái giá tiền sẽ cao hơn một chút đó. Nên là Ngọc muốn nhắc cho tất cả mọi người là tại vì là vì cái điều đó nên là cái mặt hàng của sản phẩm nó sẽ được bán ra cao hơn, nhưng mà các bạn, những cái sản phẩm các bạn có được trong tay mua về từ Minsu Shop là những cái sản phẩm là thật sự là chính hãng và chất lượng luôn đó mọi người. Ăn đi, ăn tự nhiên đi. Wow, quên khoái cái đó rồi đó. So what is this? It's a bird, a type of a bird. Not bad. Quên nữa, hồi nãy lúc mà khi mà kêu mấy cái món đồ này nè, cái tự nhiên cái kiên á, sực nhớ ra là nó ủa chồng chị ăn được mấy cái món này không? Cái ngọc nói ủa quên ha, tự nhiên cái không biết là kêu cái gì, tại vì mà hôm nay là toàn là chim cò không à, nên là mới order đi cầm một cái gì hết. Mì xào thịt bò. Đây là ngoài thực đơn. Đây là ngoài thực đơn mà vô đây nè, chứ còn trong đây là không hề có mấy cái này luôn đó. Thank you. Mấy bạn ăn mạnh lên chứ còn hơn. Ăn đi mấy anh em tự nhiên đi. Thử ăn cái món bồ câu này coi. Ngon. Thơm. Em tụi em có hay ăn quá này không? Em quán mới mà. Ủa em mới mở cái nhà hàng này, nó có chuỗi. Cửa hàng nó sẽ chuyên một món, người ta sẽ chuyên về món. Chuyên là chim này, chuyên về là hải sản này, chuyên về đấy, mỗi một cửa hàng chỉ chuyên một thứ. À, hay ha. Mà đây là quán chim này là mới mở, ăn được nó nữa là chuyên về chim. Cái nhà này mà thấy nó rất là bự luôn á. Rất là bự. Bên trong rất là sạch sẽ, không có không khung nhiên riêng cho gia đình ăn. Rất là ấm cúng và không có bị ồn ào nữa. Mới mẻ nhưng mà cứ là được đánh giá tốt. Cũng bảo là mà chị đến đây vì là chị cũng ở bên kia nên món này nó quá. Đúng rồi, nhưng có lời nạn chứ bây giờ mình mời chị hãy thẳng mình bó tay ra. Vì em biết là chị anh chị vừa ở dưới đấy á. Hạ Long về nhiều hải sản hơn là đồ món. Tất cả những thành viên trong Minsu Shop các bạn Ngọc có một cái cảm giác là mấy bạn này á, rất là trẻ và rất là có cái nhiệt huyết để làm việc, và Ngọc thấy được cái sự chuyên nghiệp, làm việc chuyên nghiệp và tận tâm từ những bạn này. Tại vì những cái sản phẩm mà hồi nãy giờ mà Ngọc ngồi nói chuyện với đây tất cả các bạn này là những sản phẩm này toàn là gia đình các bạn đã xài hết rồi, giống như xong là ba bốn mấy bạn này đã uống rồi. Thì mấy bạn mới thấy tin tưởng là muốn đem theo tới những cái gì mà thật sự là tốt nhất để cho tới những khách hàng của Minsu Shop. Đúng không? Cái này là những cái sản phẩm bên nhà ra. Thế ra là bên nước ngoài thì có sản phẩm mình cũng phải xách được ra hết những sản phẩm đấy. Thế nên là cái gì mà nó đem lại hiệu quả thực thì em mới xách về nhiều. Thế còn những cái gì ít, những cái khách hàng ít có nhu cầu thì hoặc là khách hàng dùng mà phản hồi lại nó cũng không thực sự hiệu quả thì mình sẽ đâu mà đúng luôn thôi, và mình sẽ hướng họ đến cái sản phẩm cùng cái chức năng đấy nhưng mà đang được ưa chuộng, đang được ưa chuộng nhiều hơn. Dạ, người ta sẽ dùng tốt. Đúng rồi, tạo mình tạo kinh doanh mà. Chứ tại vì là nếu mà cứ họ mua gì mà mình cung cấp cái đấy mình vẫn có cái lợi nhuận, nhưng mà vấn đề là họ dùng nó không đi hiệu quả như mong muốn thì mình không muốn cái kiểu là như là cái sản phẩm mà của Úc mà bên mình đang bán mà để cho hiếm muộn rồi con cái đang được sử dụng rất là nhiều. Nhiều hợp đôi kiểu hiếm muộn. Sau thời gian sử dụng thì quay lại cảm
ơn sản phẩm có bên mua rồi vâng có nhiều cặp đôi rồi ạ, thế xong rồi là quay lại cảm ơn là ủng hộ tiếp cái sản phẩm về cho mẹ bầu ấy ạ. Bản thân mình cũng thấy là lúc mà đặc biệt với chuyện con cái nhiều người ta mong mỏi cái điều đó đúng rồi, người ta quay lại cảm ơn xong người ta mua tiếp những cái sản phẩm mà dành cho mẹ bầu rồi. Cơm hôm nay là Lục rất rất là ngon miệng luôn, những cái món mà đặc sản của Hà Nội mà mấy đứa em mang tới cho Ngọc á, thật sự là rất là cảm ơn mọi người rồi, cái bữa ăn hôm nay rất rất là ngon miệng, cảm thấy rất là bổ dưỡng luôn á. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay, hy vọng là mọi người sẽ thích cái video clip này, hy vọng là cái video clip này sẽ mang đến thêm nhiều lòng tin cho tất cả mọi người về cái cửa hàng Minh Shoe Shop nữa. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye.